Vâng, nhưng dính bom đỏ. Vâng, vẫn không phải một cái một đống bom đỏ trong tình huống này và mất hết sạch hồi máu của đến từ vị trí của Gaku rồi. Và như vậy còn một mình em Queen thôi, nhiệm vụ của em nó có ăn được vào khu vực nhà chính hay không? Chúng ta hãy cùng đến với trận tiếp theo đầu tiên của Corona. Và đây là một trận đánh Blizzard Lalo. Rồi, à không, Skelly Donut Lalo rồi. Những em xương tàng hình và cuồng nộ đang tấn công thẳng vào khu vực Ifno nhiều tia và hội thành ở trong tình huống này. Và đây là một pha xử lý rất thành công. Ifno đã bay màu và hội thành cũng đã ra đi rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nào, thả những đơn vị lính vào cắt góc và đầu tư kinh luôn để lúc và Queen ở góc 6 giờ vào bốc cây air defense ở bên đây. Một số balloon đã được thả ra để phá cỗ đây rồi. Xong luôn cái Tesla này. Đưa Giant đi trước để đỡ đòn và thanh niên kinh cũng đã bật gồng để ăn cái máy bắn đá bên kia. Rất nhiều thả tóc tay cho ngay trong tình huống đầu này. Và em Queen đang thoải mái bắn chùa cùng với cả là Ice Golem hỗ trợ Sneaky Goblin đầu tư để cứu Queen và cắt góc cho Queen đâm thẳng vào khu vực nhà chính. Roy Champion cũng đã xuất hiện luôn và cũng đã bật gồng luôn rồi. Ở tình huống này thì em cũng sẽ ra đi sớm thôi. Valkyrie đầu tư vào để quay, lỡ có cháp bộ xương xiếc gì ở đây thì em ấy sẽ xử lý rất nhanh. Bên cạnh đó đã có một luôn cái thả đá. Minion đang được hỗ trợ tích cực. Bloon bắt đầu vô vào việc rồi. Quyết định gồng Queen rất sớm. Vâng, các bạn có thể thấy là Corona đang rất là tự tin ở trong tuần đánh này. Em Queen đã bật gồng và hoàn thành xong nhiệm vụ, coi như em Queen đã ok. Và bạn ấy bắt đầu dồn tiếp luôn ở góc khu vực hướng 12 giờ đổ về nữa. Tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ông còn yêu đời. Bốc khá hay trong tuần đánh này. Liên tiếp là những pha xử lý và bật gồng quản giáo luôn rồi. Tốt này anh bạn ơi. Úi dồi ôi, một rừng đồ chơi trong khu vực này. Infro một tia kìa, đốt ác. Vâng, quả xoáy ở đây dường như không khiến bạn ấy phải nào núng một chút xíu nào. Mặc dù nó đốt khá đau nhỉ, Infro nhiều tia đang đốt rất đau, rất nhiều em Bloon. Rồi, vẫn đang cố gắng áp sát vào Electro, cả quản giáo nữa. Bạn đầu tư tiếp và đóng băng và tự tin ở trong trận đánh này với trận thi đấu là 3 sao rồi. Vâng, xin chúc mừng Corona trong pha thi đấu mở hàng đầu tiên ở trong trận gua này. Trước một đối thủ rất mạnh đến từ Queen Walker nha. Ui rồi, thời gian là thoải mái cho bạn ấy thi đấu. Bloon đang rợp trời và Minion Lama Pup cũng thế. Hay quá rồi chứ còn gì nữa. Đây là những game thủ tầm top thế giới cho anh em đấy các bạn ạ. Top 1 cái giải này là 300.000 đô, tổng giải thưởng của cả giải là 1 triệu đô cơ mà. Quá khét. Rồi, và như vậy là đây là một trận đánh Skelly Donut Lalo đến từ Star. Vâng, bên bạn chơi cái đấy thì bên tớ cũng có và đã đầu tư để bắt Infro nhiều tia cũng như là đơn vị lính hội thành ở trong tình huống này. Em Queen đang rất là phân vân. Rồi, như vậy đã bắt được Infro và hội thành rồi. Đầu tư King Queen bên này để vào ăn một cái E. Và King có vẻ rất là thoải mái trong việc sẽ lụm được đại bàng. Đầu tư xe phóng gỗ để ủi đường cho em Queen nó vào mượt hơn. Rồi, tốt quá rồi. Đại bàng bay màu trong tình huống này rồi. Rồi quyết định gồng kinh nữa. Vâng, vẫn còn một cái air defense ở kia. Có cái gì đấy đưa ra mà húp đi nào. Golem đi trước đỡ đòn cho Queen. Và rồi Royal Champion ở dưới. Và như vậy là hai cái air defense sẽ được bốc đi. Còn một air defense ở góc hướng 12 giờ và một góc 3 giờ nữa thôi. Bịt lại nào. Thanh niên kinh của đội bạn đã ra đi và sẽ thì cố gắng bốc được luôn cả Inferno nhiều tia và tàng hình để cứu Queen trong trường hợp này khi mà bị bài văn đá cũng như là ánh bông mặt đất nó đang bắn vào. Rồi Champion vẫn chưa bật gồng. Rồi giao bánh luôn. Toàn bộ Lalo cũng đã được vào luôn. Ui dồi em Lava hút được rất nhiều đồ chơi trong khu vực này. Inferno một tia vẫn đang đốt Zeti. Và như vậy có Royal vào nữa thì thôi, xong luôn cho đội bạn. Một pha đồng băng khu vực nhà chính và quản giáo vẫn chưa hề gồng. Chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng. Và các bạn có thể thấy là một đàn Headhunter đang được truy kích vào để lụm em Queen của đội bạn trong tình huống này. Mặc dù dính xoáy vào đồng giường khu vực nhà chính nhưng mà vẫn tất cả các anh em xông lên lụm em Queen. Một pha thả hồi máu trong tình huống này là quá tuyệt vời rồi. Ui dồi ôi, những em Headhunter vào bốc em Queen đúng trong vòng một nốt nhạc. Quá hay trong pha gồng của quản giáo Star. Tuyệt vời. Vẫn đang còn một bình tốc nữa. Thôi thả thôi, thả thôi. Cho cái tốc nữa. Vâng, I House nổ phát quá đẹp. Các bạn có thể thấy trận đánh Lalo nét thôi rồi luôn. Bạn có Skelly Donut Lalo thì tớ cũng có.
Ây giời ơi, đúng tầm các idol. Ui, và lùn đếm không hết nữa. Minion cũng rợp trời. Xin chúc mừng trận đánh 3 sao đến từ Idol Star của chúng ta. Tuyệt vời. Tiếp theo đây là một trận đánh của Nibrek. Ây giời, vẫn là Lalo các sếp ạ. Và đây là một trận đánh xui Lalo rồi. Các game thủ top thế giới họ sử dụng Lava rất khét, mặc dù là đã được cải thiện, giảm hạn chế rồi đấy, nhưng mà lính bay nó vẫn cực kỳ bá. Liên tiếp là những pha thả xương ra để nhiễu những công trình phòng thủ của đội bạn và mở lối đi bằng một em phóng gỗ, bắt máy bắn đá cực kỳ nhanh gọn. King đang phá được cái E, em Royal cũng vừa mới lụm thêm được cái E defense nữa. Inferno nhiều tia cũng tiếp tục nằm trong tơn đánh này. Ui rồi, giao bánh luôn này, hạ cây thổi gió đẹp đừng hỏi luôn. Em Queen vào đây để bắt thêm một cái E defense và lụm luôn cái E nữa. Quá đỉnh luôn, các bạn có thể thấy đầu tư lính cắt góc hết phía ngoài và Golem cứ vậy là đỡ đòn cho Queen rồi. Gắt thật. Tàng hình để cho Queen quay vào trong ăn khu vực nhà chính. Pha xử lý đầy kinh nghiệm đến từ Nibrek. Đóng băng tiếp một pha nữa. Úi rồi, Lalo đang có một quả độc dược trong tình huống này. Đầu tư tiếp một pha đóng băng. Cố lên nào sếp ơi, cố lên nào sếp ơi. Lalo với cả là Blun bắt đầu ào vào. Em Queen có đầu tư quả gồng trong trường hợp này không? Có lẽ là có thôi chứ. Đúng rồi, hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ. Đóng băng được một đống công trình và hút được một nhà bom trong tình huống này luôn. Tiếp tục đầu tư pha đóng băng nữa. Quản giáo vẫn chưa vào việc đâu đấy. Headhunter cái kìa, bạn thả và bật gồng luôn để ăn Queen của đội bạn, cũng như là thanh niên King cũng sẽ tím trong trường hợp này. Anh em đánh Lalo nên lưu ý để quả gồng kẹp với cả là Headhunter vào cho nó nhanh chóng. Tuyệt vời quá. Còn một pha đóng băng thì Inferno một tia thì đỡ kiểu gì. Blun là rợp trời trong tình huống này. 1 phút mấy là thoải mái cho bạn đấy. Đánh 3 sao cái bầy này. Bịt tiếp một cái đóng băng nữa cho uy tín. Rất nhiều bom đỏ trong khu vực này và xử lý được một số balloon rồi. Úi dồi, úi dồi ôi. Tuyệt vời. Mời xin chúc mừng bạn ấy vẫn trận thi đấu 3 sao. Khét đấy nghe. Pha này cũng xoáy ông ác chiến. Thoải mái thời gian luôn. Úi dồi, còn giáo trưởng cái nữa là ngọt lịm đường luôn. Đấy, anh em thấy hay cho cái like, cái chia sẻ nha các bạn. Anh em là múc các gói trong cửa hàng mà bị lỗi quốc gia, cần tư vấn gì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming thì mình sẽ tư vấn đầy đủ. Các anh em nào mà tự múc được thì các bạn nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ mình các bạn nhé. Đây là cách mà các sếp ủng hộ mình và Supercell sẽ là người trả lương. Cảm ơn anh em rất nhiều và xin chúc mừng trận đấu 3 sao của Nibrek. Tuyệt vời quá. Tiếp tục là một trận đánh nữa đến từ Gaku. Và đây là một trận đi Queen Lalo nữa rồi. Đầu tư dắt em Queen ở khu vực góc 9 giờ và có King cắt luôn. Và ở đây các bạn có thể thấy là hai cái E defense chỗ này là tập trung rất gần. Và King nó rất thoải mái để vào lụm luôn cả đại bàng trong tình huống này nha. Đầu tư một loon để thăm dò xem có gì trong tình huống này không. Và thanh niên King thì chắc chắn là thoải mái lụm được em đại bàng ở đây rồi. Tàng hình em Queen để cho Queen nó quay xe ở khu phía trong. Zeti sẽ ăn được cái E defense trong tình huống này. Gông King để ăn được đại bàng rồi. Đầu tư một balloon vào. Và như vậy có một bom đỏ đã vừa mới lòi lên. Em Queen vẫn đang nỗ lực thi đấu cực kỳ giỏi luôn. Và đầu tư cái độc dược để bắt Super Minion trong tình huống này, dụ em Queen vào bẫy ở đây. Royal Champion cũng đang dụ vào đây mà. Càng thất sự trong tình huống này. Đầu tư tiếp một pha cuồng nộ nữa ở đây để giúp cho em Queen đỡ hơn. Bởi vì cả đại quản giáo và em Royal nó bốc thì đau lắm. Chưa kể đối mặt với cả Inferno một tia bên kia. Úi dồi, cực kỳ căng luôn. Đội quân đang hỗ trợ Royal Champion vào đang cắt được cực kỳ tốt luôn này. Có một đầu tư siêu không thành minh. Vâng, nhưng dính bom đỏ. Vâng, không phải một cái một đống bom đỏ trong tình huống này. Và mất hết sạch hồi máu của đến từ vị trí của Gaku rồi. Và như vậy còn một mình em Queen thôi. Nhiệm vụ của em nó có ăn được vào khu vực nhà chính hay không? Quá căng trong tình huống này. Anh em hãy xem bản lĩnh của Gaku thể hiện trong trận đánh này sẽ như thế nào nha. Gặt thật sự. Ui rồi ôi luôn ạ. Mất sạch một pha đặt bẫy rất hay đến từ Request. Và quyết định gồng em Queen trong tình huống này. Và vẫn bốc được khu vực nhà chính rồi. Toàn bộ Lalo được dồn ở trên hướng góc 12 giờ đổ về. Máy bắn đá và X-Bow mặt đất vẫn đang cố gắng phát huy tác dụng. Và gồng quản giáo cũng như là Headhunter để vào bắt thanh niên King của đội bạn. Khí cầu chiến cũng chạy thẳng vào luôn rồi. Hạ cánh ở trên cái Inferno nhiều tia trong tình huống này. Vẫn lúc. Vâng, máy bắn đá bạn ấy cũng sẽ bay màu thôi. Ăn được luôn. Bạn cho đi cái hướng mà khi
chiếm lim, nó hạ cánh đúng ở trên đầu của Ifro nhiều tia mới chịu cơ. Một pha thi đấu rất nét đến từ Gaku, vẫn đang còn một bình cuồng nộ trong trận thi đấu này và Blue vẫn đang còn rất nhiều. Rồi hội quân ở khu phía sau đây nào. Này thì mày bắn đá lại vâng, quá hay cho Gaku ở trong trận thi đấu này. Bản lĩnh thật, mặc dù hồi bom đỏ đã bốc hết hồi máu rồi nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu vẫn khiến cho idol của chúng ta có những bước ngoặt tuyệt vời và mang về trận thi đấu 3 sao, giúp cho Queen Walker Stephanie có được giấc mơ trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới. Xin chúc mừng Gaku, một trận đánh quá nét luôn của idol rồi ạ. Khẹt thật sự các khép ơi. Tiếp theo sẽ là trận thi đấu của Kazuma và vẫn là Lalo. Các bạn có thể thấy là top các game thủ thế giới họ đi Lalo rất hay, vẫn áp dụng đầy đủ full cái kiểu này luôn. Định bầu mặt đất để trong trận đánh này là hai cái. Em Queen đang chọn cái hướng này là khá mạo hiểm bởi vì có cả kinh máy bắn đá cũng như là định bầu mặt đất, rất nhiều công trình phòng thủ. Đấy, một quả bom đèn đã được hút rất tốt đến từ Kazuma, chưa chắc ăn phải làm thêm em nữa. Ở đây có gì không? Đầu tư một pha động đất ở bên kia để làm yếu đi cả Inferno nhiều tia và xe phóng gỗ đang ăn luôn được Inferno nhiều tia và hạ được luôn cây thổi gió. Em Queen rất tự tin trong tình huống này và có một Headhunter hỗ trợ cho em Queen thủng tường đi thẳng vào khu vực nhà chính mà lại còn ăn thêm máu được cả của em Royal Champion của đội bạn chứ. Rocky Balloon lại hút được một quả bom đèn nữa, quá là uy tín luôn trong trường hợp này. Rồi em Queen chạy xuống khu vực phía dưới à để ăn đại bàng ư? Một pha đi quân khá là hay. Rồi, như vậy là Royal cũng đã tím bởi những em Zeti. Tính gắt thật sự chứ. Ở nhà, Lava đi sang đây. Em Queen đang đối diện với một đống đồ chơi nữa. Và có cả kinh yểm trợ rồi. Có cả kinh yểm trợ trong tình huống này. Mất ngựa. Em Queen đang bị xử lý. Em Queen đang bị xử lý và những em hồi máu vẫn đang bơm rất tích cực. Thanh niên kinh đang bị đại bàng chiếu vào rồi. Minion ra để hỗ trợ đi nào. Thợ xây đang sửa cho cái Inferno nhiều tiền là rất tích cực. Bơm tiếp và cuồng nộ nữa chứ bạn ấy vẫn chưa quyết định gồng đâu. Kinh vẫn chưa gồng và cực kỳ lì đòn. Chấp nhận ăn thêm phát bắn nữa. Và quyết định gồng luôn trong pha này để lụm luôn này. Một đống đồ chơi đã được bay ra ở chỗ Inferno một tia rồi. Em Queen đã lụm được Inferno và bắt được Queen rồi. Rất tốt. Toàn bộ anh em trên hướng ở góc 12 giờ đổ về có cả quản giáo trong tình huống này. Em Queen vẫn đang còn và tiếp tục bơm cuồng nộ phá một lớp tường nữa. Ghê thật sự đến từ Kazuma. Pha đục đi Queen là quá hay trong tình huống này. Bơm cái hồi máu à, bơm cuồng nộ và bật luôn gồng quản giáo. Gắt thật sự trận đánh này. Bạn ấy Royal Champion vẫn đang trên đường xuống để hỗ trợ em Queen cũng như kẹp vào cả Blue nữa. Quá nhiều lực lượng trong pha thi đấu ăn vào góc 9 giờ này. Và bạn ấy có vẻ như không cần dùng đến cái tàng hình nữa luôn rồi. Gắt thật sự thời điểm này bắt đầu mới gồng Queen để ăn cái máy bắn đá. Royal Champion đâu rồi? Bạn đang ở đâu? Ui dồi ôi, bạn vẫn đang khỏe mà còn chưa cả giao bánh cơ ạ. Ui giao bánh nữa là xong trận thi đấu. Khét quá khét, còn cả bình tàng hình chấm luôn. Vâng, nhà tớ mạnh lắm, tớ thích gì tớ đánh đấy, ghê quá. Đây là một trận thi đấu của Ecosid và vẫn là Lalo các sếp ạ. Càng thật sự chứ, những pha biểu diễn Lalo là cực kỳ ảo. King Queen này, Sneaky Goblin này, Valkyrie này, các bạn có thể thấy là họ đầu tư những đơn vị lính để cắt góc là cực kỳ chuẩn bài luôn. Đấy, cắt phát là King Queen nó chỉ vào đúng cái hướng mà họ mong muốn thôi. Càn vào thẳng vào khu vực nhà chính kia. X-Bow có bắn thì nó cũng vậy thôi, bơm tiếp cuồng nộ nữa. Mặc dù bạn ấy đầu tư rất nhiều cái kho ở khu vực nhà chính này để nhiễu đấy. Rồi, nếu mà đầu tư Sneaky Goblin cũng không ăn được vào khu vực nhà chính ở chỗ này cơ. Đấy, bọc cái xoáy luôn kìa. Bậy ác chiến nhỉ. Em Queen chạy sang bên kia bị máy bắn đá nó dội nhưng mà không lo bởi vì có xe phóng gỗ nó đang hỗ trợ em Queen. Một pha đóng băng đỉnh cao đến từ Ecosid. Queen cũng đã quyết định bật gồng luôn rồi. Hồi máu đang bơm rất tích cực. Royal Champion của đội bạn cũng đang giã cho anh thanh niên kinh toe mồm rồi. Địch bầu mặt đất nó cứ vậy, nó chiếu Queen thôi. Bơm tiếp cả cuồng nộ cũng như độc dược để hỗ trợ cho Queen. Xe phóng lửa đã bay màu tình huống này. Nhưng mà ở trong kia đó chính là Bloon với cả là Rocky Bloon. Úi xoài, em Queen đã mất gồng luôn. Và Lalo bắt đầu vào trên hướng góc 12 giờ đổ về rồi. Rất nhiều lực lượng đang nằm ở đây. Rồi chuẩn bị gồng lại quản giáo đấy chứ còn gì nữa.
bơm tiếp một bình cuồng nộ cho em Queen. Quá căng luôn các bạn ạ. All in toàn bộ cuồng nộ cho Queen luôn. Còn giáo vào việc không? Vẫn chưa. Vẫn chưa luôn. Giờ mới vào việc đây này. Bạn ấy vẫn nó còn em Royal Champion đang hỗ trợ ở cánh phía sau bắt thanh niên kinh của đội bạn này. Inferno 1 tia cả này thì em Queen sẽ tím thôi. Quá nhiều bom bẫy ở cụm ở đây. Nhưng mà tuy nhiên từng này Blue nó vẫn đang hạ được cái Inferno 1 tia. Đầu tư một phát đóng băng lại mày bắn đá và đã hạ được cái Inferno 1 tia rồi. Ui hồi máu vẫn đang bơm tích cực cho Royal Champion trong tình huống này. Và đây là một trận thi đấu 3 sao rất nét cho Eco Seed. Thời gian là thoải mái. Bạn ấy vẫn đang còn gồng và minion vào cắt góc kìa. Ui rồi không một pha hở nữa ở đây. Ui rồi giao cái bánh nữa thì tím lịm luôn chứ còn gì nữa. Quá khét đến từ Eco Seed. Được, xin chúc mừng bạn trận thi đấu 3 sao. Hay đấy, hay đấy bạn ơi. Anh em thấy la lô của bạn không? Ghê lắm nhá. Và đây là một trận thi đấu Skelly Donut la lô đến từ Cloud. Rồi cuồng nộ tàng hình xương với cả là rơi đã được thả rất là kịp thời. Rất nhiều tay trong trận này. Vâng, phải zoom ra nhìn cho nó kỹ không? Thả oảng phát là đi bụi luôn. Rồi, hội thành đã tím và Inferno nhiều tia cũng đã bay. Hay đấy Idol ơi. Đầu tư em Queen ở khu vực góc dưới 6 giờ và Golem cũng đang hỗ trợ cho King ở đây này. Tốt đấy, hồn áp phết đấy nhé. Đầu tư tiếp vào đây để lụm được cái air defense. King vẫn đang hỗ trợ rất tốt nhỉ. Rồi luôn này. Rồi, xe phóng gỗ. Ủi hết tất thảy trong tình huống này. Lụm đi bạn ơi. Mở lối cho Queen đấy. Vâng, vừa là mở lối cho Queen, vừa là có pha cắt góc cũng như hạ được cái Inferno ở khu vực phía trong. Mà lưu được chúng em Queen nữa thì nó lại uy tín. Đấy, nó lưu đúng em Queen luôn. Các bạn nhớ canh những cái vị trí thả xe cho nó chuẩn như thế này. Rồi 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 cứ nhè mà Queen. Ui ôi Headhunter nó vào nó hỗ trợ các bạn thiệt. Tính toán đơn vị lính nó đi đúng đường không? Cứ chảnh ra phát nó bắt được Queen ngay. Ảo thật sự. Vâng, em Queen bên này cũng đã gồng rồi nhưng mà không sao. Đầu tư luôn cả quản giáo và Bloom để vào hỗ trợ. Em Queen bốc xong cái thổi gió và có thêm cuồng nộ không? Làm gì còn nữa mà thêm. Đóng băng khu vực nhà chính rồi. Em Queen thì mất gồng nha. Inferno 1 tia đang đốt ác chiến lắm. Quản giáo chứ chuẩn bị vào việc trong tình huống này. Cứu. Trời. Em ngựa bơm rất tích cực và thêm tiếp một cái tốc nữa để cho Blue nó thoát khỏi khu vực nhà chính. Quản giáo nó sẽ ăn độc thôi. Nhưng mà máu quản giáo nó nhiều hơn những anh em khác. Và Royal Champion lên hỗ trợ nào. Headhunter vào bắt rồi. Royal của đội bạn tím luôn bởi những em Headhunter rất nhanh tay. Vâng, vẫn còn một pha tàng hình nữa ở đây. Vẫn đang còn pha tàng hình nữa. Blue bay màu hết rồi nha. Xương rất đông. Mà từ từ tàng hình trước. Này. Cứu được Royal thì nó khỏe hơn rất nhiều. Lôm. Rồi. Xương quá nhiều tình huống này. Nếu mà không xử lý pha tàng hình ở đó thì rất khó. Tiếp tục là những em Blue. Và bạn ấy vẫn đang còn quả gồng Royal Champion cơ mà. Đấy. Giao bánh hạ luôn này. Lực lượng này. Hỗ trợ luôn này. Ý giời ơi. Em Queen khỏe nguyên khi mà được em ngựa vâng bơm từ cái lúc đỏ lòm giờ lên xanh lại rồi. Một trận thi đấu quá nét luôn đến từ Cloud. Vỗ tay rồi. Vâng, xin chúc mừng Queen Walker trận thi đấu quá nét này luôn rồi bạn ơi. Nỗ lực đã được đền đáp chứ còn gì nữa. Tuyệt vời. Ây xài. Game này tớ xin nhẹ 3 sao bạn nhá. Xin chúc mừng Cloud. Đây là trận đánh của Fulusi. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ là Lalo. Hay thật, bây nào Lalo cũng ủi được. Đây trận đi Queen Lalo nha. Rồi, dồn quân vào khu vực bên này này. Rocky Blue này, yểm trợ này. Ui, lại là một pha vào bắt đại bàng và bắt air defense. Rất hay ở khu vực phía ngoài. Cho vào nha. Cho vào để bắt rất là dễ dàng luôn nha. Các bạn có thể thấy là những pha cắt của các bạn ấy rất đều tay. Và cắt đến đâu là King Queen nó đi vào theo đúng cái hướng đấy. Rất đẹp luôn. Quyết định gồng King để ăn cái đại bàng trong tình huống này. Và lụm luôn được em Queen. Lính thủ nhà là Rocky Blue với cả là Super Minion ở đây rồi. Bơm tiếp cuồng nộ đi để cứu Queen nào sếp. Ui dồi. Đấy đấy phải bơm thôi độc đâu. Đầu tư cái đóng băng trước. Bởi vì mối nguy hiểm đang đe dọa đấy. Rocky Blue mà đâu có dễ được đâu. Bạn ấy liên tiếp cũng đầu tư Rocky bên này để ăn được cái trụ Archer và Ra có cái bom bẫy gì không. Pha đấy là xử lý rất tốt ở khu vực góc 5 giờ. Em Queen vẫn đang thoải mái để lụm bơm tiếp cuồng nộ khi mà thấy tình hình nó nguy ổn. Ăn cái air defense trong tình huống này. Một bom đen để bắt mất một em hồi máu.
thả tiếp những em Bloom vô để hỗ trợ. Quản giáo cũng đã có mặt trong tình huống này, Royal cũng đang vào, còn Cuồng Nộ hai băng và một tàng hình. Rồi đang áp sát vào khu vực nhà chính, đầu tư tiếp pha đóng băng nữa bởi vì là đam của nhà chính nó to lắm. Quản giáo vào việc chưa? Một pha gồng rất tốt và các bạn có thể thấy là một bầy Headhunter ba em nó được ăn gồng và vàng cố gắng áp sát vào chỗ Royal Champion của đội bạn. Rồi, đã hạ xong. Ui dồi ôi, em Queen vẫn chưa mất gồng đâu nha. Và bây giờ thì còn cái Inferno nhiều tia, cây thổi gió thì sẽ bay màu trong tình huống này. Tốt rồi, thả đá bắt đầu phát huy tác dụng. Vâng, bạn ấy quyết định gồng Queen luôn bởi vì thấy thời gian là không còn nhiều. Và Inferno nhiều tia là một mối nguy hiểm khi mà máy bắn đá nó không áp sát được vào khu phía trong là nhọc lắm. Tốt luôn, tàng hình Queen không sếp? Tàng hình Queen không sếp? Không, vẫn rất lì đòn. Vẫn rất lì đòn. Và đây là một trận thi đấu 3 sao tốt cho Flucy. Wow, gặt thật sự trong trận đánh này chứ đùa đâu. Em Queen được cứu đến tận cuối luôn của giây phút này. Xin chúc mừng trận thi đấu 3 sao đến từ Flucy. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video sắp tới ở trên kênh Akari Gaming. Anh em đừng quên xem cái series vlog của mình nha.